Watch winder hay còn gọi là những chiếc hộp xoay đồng hồ. Từ wind ở trong tiếng Anh chỉ hành động xoay và quay, và trong ngành đồng hồ nó có nghĩa là lên dây cót cho chiếc đồng hồ tự động của các bạn. Về cơ bản thì mỗi chiếc hộp xoay đồng hồ luôn chứa động cơ để nó xoay cho chiếc đồng hồ của các bạn luôn chạy ở trong trạng thái mượt mà nhất, mà các bạn không cần phải đeo chúng ở trên tay. Và trên tay mình đây là một chiếc hộp xoay đồng hồ đặc biệt. Nó đứng thứ 12 trong giới hạn 99 chiếc trên toàn thế giới, mang thương hiệu Avante, với công nghệ và kỹ thuật tiên tiến đến từ Đức. Vậy thì nghe đến đây chắc các bạn cũng đang tự hỏi, không biết rằng một chiếc hộp xoay đồng hồ như thế này có thể mang lại cho các bạn những công dụng như thế nào, và nó có phù hợp dành cho bạn hay không. Chúng ta hãy cùng xem trong video ngày hôm nay. Vậy thì tại sao chúng ta cần phải mua một chiếc hộp xoay đồng hồ và lợi ích mà nó mang lại là gì? Đầu tiên thì như các bạn đã biết, nếu như chúng ta đeo một chiếc đồng hồ thường xuyên thì có lẽ là việc mua một chiếc hộp xoay là hơi lãng phí. Tuy nhiên, nếu như các bạn không đeo nó thường xuyên và thậm chí các bạn có 2-3 chiếc đồng hồ trở lên, vậy thì chiếc hộp xoay đồng hồ là một thiết bị tuyệt vời để giữ cho chiếc đồng hồ tự động của các bạn luôn hoạt động giờ một cách chính xác nhất. Và với một số chiếc đồng hồ có chức năng phức tạp hơn như lịch vạn niên và lịch tuần trăng thì mỗi lần thiết lập lại thời gian là mất rất nhiều công sức. Chính vì thế, chiếc hộp xoay đồng hồ này nó luôn đảm bảo cho các bạn là sẽ không cần mất thời gian mỗi khi mà các bạn cần sử dụng đồng hồ. Ngoài ra, khi mà chúng ta lên dây cót cho một chiếc đồng hồ đã lâu không sử dụng sẽ có khả năng gây tổn thương nhỏ đến cái bộ máy ở bên trong. Và giả sử như các bạn lại có việc đang cần phải ra ngoài ngay thì sẽ không có thời gian để set up lại ngày, giờ cũng như là lịch vạn niên. Thì đây là một thiết bị bảo quản đồng hồ một cách tuyệt vời và luôn giữ cho thời gian của chiếc đồng hồ luôn hoạt động chính xác. Một chiếc hộp xoay đồng hồ tốt và cao cấp có thể bảo quản cho những chiếc đồng hồ được lưu giữ như mới cho đến tận thế hệ mai sau, thế hệ nối dõi của các bạn. Rõ ràng là chúng ta đã dành ra một số tiền không hề nhỏ để mua những chiếc đồng hồ, vậy thì việc đầu tư một cái hộp quay để bảo quản và lưu giữ nó là không hề lãng phí một chút nào. Và để cùng với cái đẳng cấp những chiếc đồng hồ được lưu giữ thì những chiếc hộp quay này được chế tác một cách rất tinh tế và tinh xảo, hoàn toàn là bằng thủ công, với những chất liệu như là gỗ, sơn mài, carbon hay là kim loại. Bạn sẽ cảm thấy rất tự hào nếu như chiếc đồng hồ của mình được đặt ở trong một chiếc hộp quay cao cấp và được trang trí đẹp mắt như thế này. Rõ ràng là nó có rất nhiều phong cách từ cổ điển cho đến hiện đại, tùy theo ý thích của vị chủ nhà. Và nếu như mà các bạn có một chút thời gian rảnh, các bạn có thể ngồi và ngắm nhìn cái chuyển động quay xoay lên xuống mượt mà của những cái hộp xoay này. Phải nói là nó rất là thư giãn cũng như là rất hút mắt. Và như đã nói ở đầu video thì ngày hôm nay mình rất là vinh dự khi mà được trên tay review một chiếc hộp quay tinh tế như thế này đến từ thương hiệu Avante của Đức. Và đấy, trên tay mình đây là một chiếc thẻ mà nó có chức năng mở cũng như là đóng cái hộp quay này một cách tự động. Đấy, các bạn đang thấy nó đang đóng dần vào. Đó. Và nếu như muốn mở ra thì các bạn chỉ cần quẹt một cái. Thì khi mà nó mở ra, nó sẽ để lộ ra những cái bảng điều khiển mà các bạn có thể nhìn thấy trên đây. Thì từ cái bảng điều khiển này, chúng ta có thể tắt mở đèn LED, chúng ta có thể tùy chỉnh được tốc độ quay cũng như là số vòng quay tùy thuộc vào chiếc đồng hồ mà các bạn đang sở hữu. Và đặc biệt khi mà nó dừng quay, các bạn nhìn này, nó sẽ luôn để chiếc đồng hồ các bạn ở trong vị trí thẳng đứng 12 giờ như thế này. Đây là một điều rất là tinh tế. Và ngoài mẫu hộp quay Avante này ra thì thương hiệu này còn có một số loại hộp quay khác với mức giá cũng như là kích thước đa dạng phù hợp với nhiều mục đích khác nhau. Thì các bạn có thể tham khảo tại đây. Mình cũng sẽ để link dưới phần mô tả dành cho những bạn nào muốn tham khảo thông tin kỹ hơn cũng như là giá bán sản phẩm. Và còn một điều lưu ý cuối cùng khi mà chúng ta muốn mua một chiếc hộp quay này, đó là bảo hành.
thì với một chiếc hộp quay thông thường sẽ có thời hạn bảo hành từ 12 cho đến 24 tháng tùy vào đơn vị phân phối. Và với mẫu mã Avante này thì nó được phân phối bởi Gia Bảo Luxury và các bạn hoàn toàn có thể bảo hành trên 3 miền của toàn quốc, đó là Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn. Video này cũng kết thúc tại đây. Nếu như các bạn còn bất kỳ vấn đề hay là thắc mắc nào, hay là quan tâm đến mẫu mã đồng hồ nào, hãy để lại bình luận xuống phần bên dưới để mình có thêm những chủ đề hay hơn, hữu ích hơn dành cho các bạn. Nếu như các bạn yêu thích video này, hãy ấn like và share cho mình nhé. Còn bây giờ thì cũng là lúc kết thúc. Mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.